Đây là bể cá theo phong cách truyền thống mà tôi đã thiết kế trong 2 tháng qua tại sân nhà. Hiện tại đã 2 tháng kể từ khi hoàn thành. Cho đến nay, tôi chưa thay nước một lần nào. Nước vẫn trong veo như lúc đầu. Trong bể có những con cá con mới nở cách đây vài ngày. Vừa rồi anh trai tôi lại đến đây để dọn dẹp, bể cá lại được làm mới thêm. Ha ha, công việc đầu tiên khi về nhà là làm sạch bể cá này. Bể này thật sự bẩn đến nỗi khó tin, không biết đã bao lâu rồi không sử dụng. Lần này, tôi quyết định đặt bể ở gần giàn nho. Sau khi xếp bể, tôi dự định sẽ có thể ngắm cá ngay sau khi ăn trưa. Anh trai tôi từ khi làm bể theo phong cách cổ truyền, đã không còn quan tâm đến hồ cá lớn ở sân nhà nữa. Nhìn cái hồ cá này, chúng tôi đã mua hàng trăm con cá koi để thả vào hồ cá, nhưng chẳng thể tận hưởng được gì cả. Như lần trước, vẫn là làm nền bằng gạch đỏ. Vẫn giống như trước đây, chúng tôi vẫn sử dụng gạch đỏ làm đáy nền. Như vậy là đủ rồi phải không? Tôi sẽ đặt một số tảo nhẫn lên đáy để làm sạch. Vì ở đây không có đá suối, nên chúng tôi sử dụng đá có sẵn trong vườn. Chỉ có thể sử dụng những gì có sẵn thôi, nhưng cũng không thành vấn đề. Sau khi set up xong phần nền, tôi sẽ trồng một chậu sen nhỏ vào bể. Không biết đến khi nào sen sẽ nở hoa, nhưng cứ đợi thôi. Sau khi đầy nước, để yên trong 2 ngày, nước đã đầy. Tôi mới phát hiện ra đá lớn đã rơi vào trong. Ngoài ra, khoe với bạn 3 con mèo hoang tôi mới nhận nuôi, vừa yêu cá và yêu mèo cũng tốt, vì chúng đáng yêu như nhau. Sau 2 ngày để yên phần nước mới, nước trở nên trong veo. Rất sáng, không thể chờ đợi để đưa cá nhỏ của tôi vào. Đây là kệ tôi đặc biệt làm để đặt cây trúc và cây phong yêu thích của anh trai tôi. Tôi còn đặt con vịt nhỏ của tôi lên ấy, tạo nên một không gian thú vị, không khí tăng lên ngay lập tức. Làm thế nào, trông không tồi chứ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn cho Tuấn Aquarium biết nhé.